Cô chào tất cả các em. Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em bài các số có bốn chữ số tiết đầu tiên. Bài học ngày hôm nay sẽ giúp cho các em nhận biết được các số có bốn chữ số, trường hợp các chữ số đều khác không. Bước đầu đọc và viết được các số có bốn chữ số và nhận ra được giá trị của các chữ số trong từng hàng. Cuối cùng các em sẽ biết được nhận ra các thứ tự các số trong nhóm và các số có bốn chữ số. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu bài học. Các em quan sát lên bảng, cô có một tấm bìa. Một tấm bìa này được chia ra rất là nhiều hình vuông nhỏ. Một hình vuông nhỏ này tượng trưng cho một đơn vị. Và một tấm bìa như thế này là cô có 100 đơn vị. Và cô có 10 tấm bìa như thế. Mười tấm bìa 100 đơn vị thì cô có ở đây là 1.000 đơn vị. Đây là số 1.000. 1.000 là số có bốn chữ số, một chữ số 1 và ba chữ số 0. Cô đọc đây là 1.000. Tiếp theo, cô có thêm 400 đơn vị nữa. Cô có 20. Và cuối cùng, cô có thêm 3 đơn vị. Như vậy, từ số 1.420 và 3, khi cô cộng lại thì cô có được một số có 4 chữ số. Như vậy, chúng ta đã được học hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị. Và bây giờ cô giới thiệu với các em có thêm một hàng mới nữa, đó là hàng nghìn. Như vậy, ở trong này hàng đơn vị chúng ta có là 3 đơn vị. Hàng chục chúng ta có 20. Hàng trăm chúng ta có 400. Và hàng nghìn chúng ta có 1.000. Như vậy cô thành lập được một số có 4 chữ số. Số gồm 1.400, 20, 3 đơn vị. Cô viết là 1, 4, 2, 3. Và số như thế này là số có 4 chữ số. Cô sẽ đọc số này là 1.423. Cô nhắc lại, số này được viết là 1, 4, 2, 3 và đọc là 1.423. Vậy đây là một số có 4 chữ số. Và khi thực hiện đọc số có 4 chữ số, các em sẽ đọc từ hàng lớn nhất đến hàng bé nhất. Như vậy là hàng lớn nhất là hàng nghìn, sau đó là đến hàng trăm, hàng chục và cuối cùng là đến hàng đơn vị. Chúng ta luyện đọc một số, số 4 chữ số như sau. 1.246, 2.374, 5.314, 3.765. Như vậy vừa rồi cô đã hướng dẫn cho các em đọc các số có 4 chữ số. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vận dụng. Bài tập 1 yêu cầu các em viết theo mẫu. Bài tập A, chúng ta có các hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị. Như vậy chúng ta thấy hàng đơn vị chúng ta có một đơn vị, hàng chục, ba chục, hàng trăm, hai trăm, hàng nghìn chúng ta có 4.000. Như vậy chúng ta viết số là 4, 2, 3, 1 và chúng ta đọc là 4.231. Chúng ta sẽ vận dụng tương tự vào bài tập B. Chúng ta quan sát hàng đơn vị, các em có hai đơn vị. Hàng nghìn chúng ta có 3.000, hàng trăm chúng ta có 400, hàng chục chúng ta có 40 và hàng đơn vị chúng ta có 2 đơn vị. Như vậy số này chúng ta viết là 3442 và chúng ta đọc là 3442. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập 3, bài tập 2. Bài tập 2 cũng yêu cầu viết theo mẫu. Như vậy chúng ta có là hàng nghìn là 8, hàng trăm là 5, hàng chục là 6 và hàng đơn vị là 3. Như vậy chúng ta viết số là 8, 5, 6, 3. Và chúng ta đọc là 8.563. Tương tự bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện ở những hàng số còn lại. 5947, chúng ta viết số 5947 và đọc là 5.947. 9174. Các em đọc là 9.174 hoặc 9.174. 2835. 2835. Các em lưu ý số 5 ở đây chúng ta không đọc là 30 năm mà chúng ta sẽ đọc là 35. Bài tập 3 yêu cầu các em điền số thích hợp vào ô trống. Trong dãy số A, chúng ta thấy là các số đầu tiên 1984,
1985. Như vậy số sau hơn số trước là một đơn vị. Đây chính là quy luật của dãy số A. Như vậy tiếp theo sẽ là 1986, 1987, 1988, 1989. Tương tự những dãy số tiếp theo cũng cùng quy luật như vậy, là số sau hơn số trước một đơn vị. Với cách làm như thế, các em cũng sẽ có kết quả của dãy số B là các số 2683, 2684, 2685 và dãy số C. Chúng ta cũng có kết quả giống như trên bảng. Như vậy vừa rồi cô đã hướng dẫn cho các em thực hiện làm các bài tập trong bài các số có 4 chữ số. Bây giờ các em hãy sử dụng phần mềm ACBook để làm các bài tập từ 1 đến 4 trong vở bài tập toán trang 3 và trang 4. Bài 88, các số có 4 chữ số. Bài tập 1. 1. Viết theo mẫu. Bài tập 1 yêu cầu các em viết theo mẫu. Cô mời các em kết vào nút học sinh làm bài để thực hiện làm bài tập 1. Bài mẫu, chúng ta có 4 hàng, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị. Như vậy ứng với mẫu hàng chúng ta sẽ có số nhất định. Ở hàng đơn vị chúng ta thấy có 4 đơn vị, như vậy các em điền số 4. Hàng chục có 50, các em điền số 5. Hàng trăm, 200, các em điền số 2. Hàng nghìn có 3.000, các em viết số 3. Như vậy chúng ta viết số là 3, 2, 5, 4. Và đọc số là 3.254. Như vậy tương tự, các em cũng sẽ thực hiện được bài tập tiếp theo. Hàng nghìn chúng ta có 5.000. Hàng trăm các em có 100. Hàng chục, 30. Hàng đơn vị là 4 đơn vị. Như vậy chúng ta viết số là 5, 1, 3, 4. Và đọc số là 5.134 hoặc là 5.134. Sau khi làm bài, các em có thể kích vào nút kiểm tra để đánh giá kết quả bài làm của mình. Cô mời các em chuyển sang bài tập 2. 2. Viết theo mẫu. Bài tập 2 tương tự bài tập 1. Cô mời các em kích vào nút học sinh làm bài để thực hiện làm bài tập 2. Như vậy từ các số, từ các hàng nghìn, trăm, chục, đơn vị, chúng ta viết thành số 7, 5, 2, 8 và đọc số 7.528. Tương tự như thế, chúng ta có số 8, 1, 9, 4 và chúng ta đọc 8.194. Tương tự các em hãy thực hiện 3 bài còn lại. Cô mời các em chuyển sang bài tập 3. 3 số. Cô mời các em kích vào nút học sinh làm bài để thực hiện làm bài tập 3. Bài tập 3 yêu cầu các em điền số tích hợp vào ô trống. Ở câu A, chúng ta có số 1950. Tiếp theo 1951. Như vậy ta nhận thấy số sau hơn số trước một đơn vị. Như vậy số tiếp theo sẽ là 1952. Tiếp theo 1953, 1954 và cuối cùng là 1955. Tương tự đối với bài B, 3546 đến 3548, như vậy ở giữa sẽ là 3547. Tương tự, các em sẽ điền cộng thêm 1 để điền những ô còn lại. Tiếp theo, 9822. Tương tự đây cũng là dãy số quy luật số sau hơn số trước một đơn vị. Như vậy các em cứ cộng thêm 1 và điền vào thì chúng ta sẽ hoàn thành được những số còn lại. Cô mời các em chuyển sang bài tập 4. 4. Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số. Cô mời các em kết vào nút học sinh làm bài để thực hiện làm bài tập 4. Bài tập 4 đã cho chúng ta mẫu tia số cách nhau 1.000 đơn vị. Như vậy từ 0 đến 1.000, lên 2.000, 3.000, như vậy tiếp theo sẽ là 4.000. 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 và cuối cùng sẽ là 9.000. Cô mời các em tự mình hoàn thành những bài tập còn lại trong phần mềm ACBook và cô chúc các em thực hiện tốt bài tập của mình. Các em thân mến, bài học đến đây là kết thúc rồi. Về nhà các em hãy sử dụng phần mềm ACBook để hoàn thành những bài tập còn lại và tiếp tục ôn cách nhận biết các số có 4 chữ số, ôn cách đọc, viết các số có 4 chữ số. Cô thân chào tất cả các em.